Chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình sẽ bắt đầu thông tin sáng ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8. Thì thông tin đầu tiên chính là số ca dương tính ở các tỉnh lân cận tỉnh Bến Tre. Thành phố Hồ Chí Minh là 180.245 ca. Tiền Giang là 7.743 ca. Long An là 18.193 ca. Đồng Tháp 6.061 ca. Trà Vinh là 1.139 ca. Và Vĩnh Long là 1.984 ca. Đây là số ca được Bộ Y tế xác nhận vào chiều hôm qua, ngày 23 tháng 8. Và thông tin đầu tiên cho sáng ngày hôm nay chính là kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Thì theo báo cáo của Công an tỉnh, ngày hôm qua, ngày 23 tháng 8, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống dịch 115 trường hợp với số tiền là 348,5 triệu đồng. Trong đó bao gồm là ra đường không có lý do chính đáng là 100 trường hợp, tụ tập đông người là 9 trường hợp, không đeo khẩu trang là 5 trường hợp, không chấp hành quy định cách ly là 1 trường hợp. Thì tổ chức tuần tra kiểm tra 117 cuộc, buộc quay đầu 27 phương tiện vào địa bàn tỉnh không có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Nhắc nhở 202 người dân, 20 cơ sở kinh doanh và lập biên bản 195 trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Thì về tình hình an ninh trật tự liên quan phòng chống dịch, xảy ra một vụ và một đối tượng vượt chốt kiểm soát là đối tượng TDB sinh năm 1996, đăng ký thường trú tại địa phương, có hành vi vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại ấp Dòng Trơm thuộc xã An Ngãi Tây, Ba Tri. Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý và khởi tố một vụ án, một bị can tội chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 16 tháng 8 năm 2021 tại ấp Thạnh Phú, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri. Và thông tin tiếp theo, tại Dòng Trơm tụ tập lắc tài xỉu mùa dịch, 5 đối tượng bị phạt hơn 80 triệu đồng. Thì ngày 19 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Dòng Trơm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 đương sự gồm NVT sinh năm 89, có hộ khẩu thường trú tại ấp Lương Thuận, xã Lương Quế, huyện Dòng Trơm, và NCT sinh năm 86, có hộ khẩu thường trú tại ấp Kinh Trong, xã Bình Hòa, huyện Dòng Trơm, và NTN sinh năm 72, có hộ khẩu thường trú tại ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm, và DMT sinh năm 93, có địa chỉ hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Long, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, và cuối cùng là HVH sinh năm 57, có hộ khẩu thường trú tại Hòa Trị, Lương Hòa, huyện Dòng Trơm. Hình thức phạt tiền mỗi đối tượng là 16,5 triệu đồng với hành vi đánh bạc, vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, tổng số tiền phạt 82.500.000 đồng. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 7, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã Lương Quế đã bắt quả tang 5 đối tượng là những đối tượng được nêu trên, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà trọ Thảo Ngân, ấp Lương Thuận, xã Lương Quế. Bất chấp lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tang vật thu được gồm một cái đĩa, 3 hộp xí ngầu có nắp đậy bằng nhựa màu đỏ với số tiền là 1.010.000 đồng. Qua làm việc xác minh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Và thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8. Thì theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, thì tính từ 6 giờ chiều hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8, tỉnh ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.594 ca. Hiện tỉnh đã ghi nhận 36 ca tử vong và có 986 ca đã ra viện. Thì 11 ca ghi nhận là có 10 ca trong khu cách ly và phong tỏa, 1 ca ngoài cộng đồng. 10 ca trong khu cách ly và phong tỏa gồm Mỏ Cày Bắc là 3 ca, là ở Thành An 1 ca, Dũng Phú Tân 2 ca, Dòng Trơm 3 ca, tại Thành Phú Đông, Phong Nẵm, Châu Hòa, Mỏ Cày Nam 3 ca, tại Hưng Mỹ, Tân Hội, Thành Thới B, ổ dịch công ty khu công nghiệp An Hiệp 1 ca, có địa chỉ tại xã Tường Đa, Châu Thành, Bình Đại 1 ca, tại xã Bình Thắng. À, một ca cộng đồng là tại xã Thành Thế B, Mỏ Cày Nam test nhanh dương tính trong chiến dịch tầm soát đang điều tra dịch tễ. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.